这惊鸿一场，何必情深一往，昨日人去楼空，泪微凉，道不尽缘分不长，情如风过水淌，红尘难逃，几次也是花光。Tech Sound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp. Tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 979696, 0933 469 555 hoặc truy cập website techsound.vn. Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tech Sound Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một chuyên mục, đó là review và đánh giá chi tiết các thiết bị âm thanh. Thời gian gần đây thì có lẽ chắc chắn hẳn các bác đã biết rồi, anh em Tech Sound đi thi công và lắp đặt rất nhiều các bộ dàn loa karaoke cho các bác có thể là chơi Tết. Đấy. Nếu như mà thời gian gần đây chúng ta sẽ thấy rất nhiều các bộ dàn hot hiện tại đang xuất hiện. Ví dụ như là gì? Chúng ta sẽ có Martin này, chúng ta có Nexo này, rồi chúng ta có DMX này, và ngoài ra nhiều thương hiệu khác nữa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một chuyên mục, đó là review đánh giá chi tiết các thiết bị âm thanh. Có lẽ là nhiều bác có thắc mắc là tại sao là dạo này không thấy Nam lên review nữa. Nhưng mà có lẽ là thời điểm cuối năm mà các bác, nếu như mà đến tới thời điểm ngày hôm nay thì chúng ta đâu đó còn độ khoảng tầm cỡ hơn chục ngày nữa thôi là đến một cái Tết nguyên đán của 2023. Có lẽ là nếu như mà thời điểm dịp Tết như thế này, xuân về như thế này, và ở thời điểm hiện tại thì các bác biết chuyện gì rồi không? Đó chính là tất cả các dịch vụ, ví dụ như là quán karaoke này, gần như là tạm dừng hoạt động hết. Thì có lẽ là nếu như mà chúng ta đi tìm một cái địa điểm để chúng ta quây quần, thậm chí là hát hò, mà thông thường ăn uống xong thì cứ máu đến cái vấn đề hát hò gì đấy, thì có lẽ chúng ta sẽ Tết năm nay có lẽ là sẽ bị hạn chế. Thì nếu như mà không, các quán không mở cửa thì chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta nhanh tay đi mua ngay một dàn loa karaoke về hát gia đình các bác ạ. Và các bác hãy đến Tech Sound Việt Nam tại địa chỉ đó chính là số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Các bác có thể đến đấy trực tiếp để trải nghiệm các hệ thống âm thanh hàng đầu thế giới, và chính là cái chợ hoa Vạn Phúc đấy các bác nhá. Nếu các bác xem thì các bác sẽ biết là ở đây chính là chợ hoa Vạn Phúc luôn. Đây là ngày Tết, đến đây các bác không những mua loa, mua hoa, mua cây cảnh, rất là nhiều thứ. Ngày Tết ở đây nhộn nhịp lắm các bác ạ. Và tiếp đến nữa là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Nếu như mà chúng ta đi tìm hiểu về chi tiết một cái hệ thống mà một dàn loa karaoke thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều các thiết bị khác nhau, và nó xuất hiện từ rất nhiều các nước khác nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một cái thương hiệu mà phải nói là cũng khắc liền với nhiều các tên tuổi của cầu thủ bóng đá. Nếu mà trước chúng ta loa chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Pháp, Anh, Ý, Đức này, rồi là rất nhiều nước khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một mẫu loa đến từ Barcelona các bác nhá. Nếu mà nhắc đến Barcelona thì chúng ta sẽ nói là đây là một câu lạc bộ bóng đá đến từ Barcelona, đúng không các bác? Mà ở đây thì nhiều siêu sao cầu thủ có thể làm nên tên tuổi từ câu lạc bộ Barcelona. Đấy. Và đây là một thương hiệu mà có lẽ là quen thuộc với nhiều, khá nhiều bác rồi đấy. Bởi vì chính bản thân em đã review cái loa này rất là nhiều rồi. Mẫu loa là nhiều rồi, nhưng mà series loa hay là đích thực một cái mẫu loa thì có lẽ là nó sẽ từng chi tiết một. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, đó chính là thương hiệu Amas Audio đến từ Spain, hay gọi là Made in Spain, hay gọi là Tây Ban Nha các bác nhá. Và mẫu loa này ngày hôm nay em review cho các bác rất đặc biệt, nó rất hay, nó rất là lôi cuốn, và nó có nhiều thứ để các bác có thể sẵn sàng bỏ đồng tiền ra để chúng ta có thể sở hữu em nó, dành cho những người mà đam mê yêu thích ca hát và đam mê thương hiệu âm thanh Amas Audio các bác nhá. Trước mặt các bác đây, đó chính là một mẫu loa của thương hiệu Amaste Audio, hay còn gọi là Amas Audio. Thì ở đây các bác sẽ nhìn thấy ngay đây, có chúng ta sẽ có một cái logo chúng ta có thể nhận diện, đó chính là Nitid. Vậy đây chính là series loa Nitid của Amaste Audio. Nếu như mà cái thương hiệu Amas này chúng ta đi tìm hiểu từ xưa rồi, chúng ta sẽ thấy là thời xưa ấy chúng ta sẽ gọi là Master Audio các bác nhá. Và đương nhiên đây là một thương hiệu được thành lập từ năm 1972, và đến nay là đâu đó cũng khá lâu rồi các bạn, 40 năm rồi, cũng kinh phết đấy nhở. Nếu mà nói về bề dày lịch sử của Amas Audio thì chúng ta sẽ thấy là quá tuyệt vời. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một mẫu loa, đó chính là Amas N12P7 các bác nhá.
Đây là một mẫu loa mà được Amaz ra mắt năm 2023. Và đây là những chiếc loa mà em nhận đầu tiên tại Việt Nam luôn, mà vừa mới về đến Việt Nam. Đó là đây là một đơn hàng mà đi bay về thời điểm cuối năm các bác nhé. Thì đây là mẫu loa mà vừa mới về xong, vừa về đây là lên sóng luôn cho các bác. Thì tại sao lại có mặt tại TechSound và tại sao lại được em Nam lên sóng để review chi tiết đến mẫu loa này? Bởi vì nó quá nhiều điều thú vị ở trong một cái loa như thế này, và có quá nhiều điều mà nâng cấp từ cái loa này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, vậy nó có điều nâng cấp gì, thú vị gì, và nó nâng cấp từ đâu lên, thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước mặt các bác đây thì đương nhiên đây là một cái mẫu loa mà phải nói là các bác sẽ nhìn thấy thiết kế rất quen thuộc. Quen thuộc như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là một cái ngoại hình rất là nhìn rất là quen thuộc với một mẫu loa trước đây. Các bác sẽ nhớ lại, chúng ta sẽ có mẫu loa đó chính là Amaz N12PR các bác nhé. N12PR thì sẽ y chang mẫu loa này. Thậm chí chúng ta sẽ có một mẫu loa nữa, đó chính là N12P nữa nha các bác nhé. Nó cũng y chang này luôn, không khác một tí gì cả. Nhưng mà nó khác nhiều nhất là ở cấu tạo bên trong và sức mạnh đem lại các bác nhé. Nếu như mà nhìn về thuận nhìn bên ngoài này thì các bác sẽ nhìn thấy như sau. Đầu tiên với mẫu loa chúng ta sẽ có một cái tên gọi, đó chính là N. N là viết tắt của Nitid. 12 thì tương đương với bát loa là 12 inch và tương đương với bát loa là 30 cm. Đuôi cuối của chúng ta sẽ là P7. Đấy. P7 thì có lẽ là đây là một cái đuôi gọi của hãng thôi các bạn. Nhưng mà để dịch ra thì có lẽ là hơi khó. Nhưng mà đây chính là mẫu loa N12P7. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Ở mặt ngoài bên trước thì chúng ta sẽ có một cái dạng là mặt ê căng như thế này, mà hình các bác gọi là hình cái hình bánh bích quy đấy. Nhìn ấy rất là đẹp và rất là bắt mắt. Ở bên dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái logo của Amaz Audio được khắc CNC lên với cái tông màu là đen và trắng. Đấy, nhìn rất là đẹp đúng không các bác? Nếu mà nhìn này thì đương nhiên rồi, các bác có thể quá quen thuộc rồi. Và về kích thước, kích thước thì chúng ta sẽ thấy là bề ngang của Amaz này chúng ta sẽ còn đâu đó là gần 2 găng tay một chút thôi. Đó, và chiều cao 3 găng tay các bác nhé. Đó. Đương nhiên, nếu như mà để các bác để xem chi tiết thông số kỹ thuật và kích thước chi tiết của cái này thì các bác có thể truy cập đường link ở dưới mô tả để có thể xem chi tiết. Thông thường em review hay dùng găng tay để em đo các thiết bị âm thanh thì các bác dễ hình dung và tưởng tượng ngay trực tiếp trước mặt mình thì có thể lấy cái găng tay ra để đo. Đó là mặt trước của chiếc loa Amaz N12P7. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một cái mặt bề ngang đi. Đó. Với bề ngang của Amaz N12P7 chúng ta sẽ giống y chang cái phiên bản tiền nhiệm của chúng ta trước kia, đó chính là Amaz N12PR. Có lẽ là chúng ta phải đi tìm hiểu ngay bây giờ tại sao lại hãng Amaz lại ra một cái mẫu loa như thế này với nhiều điều thú vị, nhiều điều cải tiến. Thì các bác hãy tin rằng là với Amaz, mã cũ của chúng ta N12PR thì hiện tại hãng đã clear đi rồi các bác nhé, để lên một cái tầm mới hơn, một cái chất âm được cải tiến hơn và nhiều điều mà được nâng cấp từ cái phiên bản cũ lên. Có những cái thứ mà ở phiên bản cũ chúng ta sẽ nó bị người ta hay thông thường hay ta gọi là bị khuyết điểm đấy, hay còn gọi là bị điểm yếu ấy, thì với phiên bản N12P7 này là một phiên bản nó gọi là lột xác hoàn toàn và khắc phục được quá nhiều điều luôn. Nếu như mà nhìn như này thì các bác sẽ nhìn thấy ngay ở đây chúng ta sẽ có một cái gọi là cái gân cao su ở đây, làm bằng cao su các bác nhé. Thì cái gân này nó sẽ giúp cho như thế nào? Nó giúp cho cái loa này được bảo vệ toàn diện ở xung quanh. Nó có thể các bác có thể đặt xuống đất hay là đặt ghép vào nhau, đặt vào đâu đấy thì nó sẽ cái bề mặt của cái loa này nó không bị ảnh hưởng. Đó, cả hai đầu ở đây luôn, trên và dưới. Đó. Và đây chúng ta sẽ có những cái vị trí bắt ốc M10 ở đây để giúp chúng ta có thể bắt được cái loa này treo ngang, hay là các vị trí loa chúng ta có thể treo cái loa này lên ở vị trí ở trên cao. Và đương nhiên rồi, với cái nước sơn ở đây và cái vật liệu làm đây thì đương nhiên vật liệu với Amaz làm thì chúng ta sẽ là gỗ bạch dương, và sơn phủ lên đây là một lớp sơn là polyurea. Đấy, đọc nó hơi méo mồm một tí nhưng mà tên gọi của nó là như vậy các bạn nhé. Polyurea. Đấy. Polyurea. Đấy. Và ở mặt phía sau này của chúng ta thì các bác nhìn thấy là với loa bình thường, các loa khác thì chúng ta sẽ xoay ngay một vòng đây, các bác sẽ hình dung này. Nếu như mà với các mẫu loa khác thì các bác sẽ nhìn thấy là nó vát lên đây và nó vát thẳng vào nhau luôn. Nhưng mà với Amaz thì nó lại có một cái thiết kế là ở đây thì lại vát chéo hình nó lại hơi kiểu dạng là vuông thành sắc cạnh một tí. Đấy. Và ở đây là cái mặt sau, nhưng mà sang đây nó lại vát theo cái kiểu dạng là bo cong một tí. Vậy là cái loa này thiết kế nhìn cũng rất là đặc biệt các bạn.
nên là nó giúp cho chúng ta là cái việc là trang trí cũng như là nhìn vào rất là thẩm mỹ và bắt mắt. Và ở mặt phía sau của chúng ta, đây các bác có thể nhìn thấy, ở mặt phía sau của chúng ta thì ở đây chúng ta sẽ cơ bản chúng ta sẽ có một cái vị trí hốc sách tay ở đây. Hốc sách tay ở đây giúp chúng ta có thể di chuyển cái loa một cách nhẹ nhàng hơn. Đấy. Và tiếp đến nữa ở bên dưới này chúng ta sẽ có cả một cái mặt bích ở phía sau lớn như thế này, bao gồm tất tần tật các thông tin mà cơ bản mà chúng ta có thể biết được về cái loa này. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là mã N12P7. Tiếp đến đó là những cái thông tin cơ bản về thông số kỹ thuật, rồi là về cái trở kháng của loa. Series của chúng ta đó chính là Nitid. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo Amas Audio và website của hãng. Ở bên dưới đây chúng ta sẽ có là những cái series number này, QR code này. Và đương nhiên ở đây chúng ta sẽ có một cái dòng rất là lớn, đó là Made in Spain. Tức là cái loa này đến từ Spain, hay còn gọi là từ nhà các bạn nhé. Và đương nhiên cái nơi mà sản xuất ra cái loa này thì của chúng ta chính là Barcelona các bạn nhé. Và hầu như toàn bộ các loa nằm ở trong sân vận động của Barcelona thì đang sử dụng cái mã của loa Amaste Audio này các bạn nhé. Đó, đó về phần về mặt mặt sau. Và về mặt bên này vừa nãy em đã nói qua cho các bác rồi, chúng ta sẽ có một cái lớp nó cong cong như này. Và đương nhiên các vị trí bắt ốc ở đây cũng giúp cho chúng ta có thể để bắt những cái giá loa của chúng ta vào đây, hoặc là ở những cái vị trí như thế này. Và đó là về cái toàn bộ hầu hết về cái loa Amas N12P7 này ở về cái ngoại hình ở phía bên ngoài của chúng ta. Nhưng nếu như mà chúng ta đi quan tâm về một cái loa ấy, thì cái ngoại hình này nó chỉ giúp cho chúng ta nằm ở trong cái việc đó là nhìn nó đẹp hơn thôi, nhìn nó đẹp mắt thôi. Còn quan trọng nhất ở một cái loa đó là chúng ta, nó phải đem lại chúng ta một cái chất âm, nó lọt vào đôi tai của chúng ta, nghe nó có hay không, nó có ấn tượng không, và nghe nó có áp lực không, và thậm chí là nó có bền không. Thì có lẽ là chúng ta sẽ phải quan tâm đến tất tật tật những cái thứ gì ở bên trong này nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tháo cái mặt đi căng này ra, và chúng ta sẽ cùng nhau đi gọi là đào sâu chi tiết về ở bên trong chiếc loa Amas N12P7 này nhé. Vừa xong thì em đã tháo được cái mặt e căng của loa Amas N12P7. Thì nếu như mà các bác nhìn thấy đây thì đương nhiên rồi, các mặt lưới mà e căng làm này chắc chắn là làm bằng cái hợp kim, có thể là bằng kim loại hay bằng inox hoặc bằng cái gì đó, nó rất là cứng cáp. Và ở mặt bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái lớp gọi là một cái lớp vải phủ ở đây để giúp cho chúng ta có thể có khả năng đó là chống nước và bụi nhẹ các bác nhé, kháng nước và bụi nhẹ thôi, chứ cũng không có khả năng là kháng được hẳn nước hoàn toàn hay là bụi hoàn toàn đâu. Đó, rồi chúng ta sẽ bỏ qua sang một bên. Nói chung là rất là cứng cáp với cái loa như này. Rồi ok, đây là toàn bộ những cái gì mà ở bên trong chiếc loa Amas N12P7 này. Và nếu mà thoạt nhìn này chúng ta sẽ thấy là nó giống bao nhiêu cái loa khác thôi các bác ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái driver woofer ở đây, với kích thước driver bass nó là 12 inch tương đương với bass là 30cm. Và trên này chúng ta sẽ có một cái họng trap ở đây, và hai cái lỗ thoát hơi ở hai vị trí như này. Cái điều mà chúng ta quan tâm nhất về chiếc loa Amas N12P7 này đó chính là một sự nâng cấp hoàn toàn và một cái sự gọi là lột xác hoàn toàn đến từ phiên bản cũ của chúng ta, đó chính là N12PR các bác nhé. Phiên bản cũ của chúng ta N12PR thì hãng đã ngừng sản xuất và cho ra mắt phiên bản là N12P7 các bác nhé. Với N12PR trước đây kia thì chúng ta sẽ có một cái thông số nó có cảm giác là chưa được ấn tượng lắm. Bản thân em nghe thông thường, nếu mà em là dân kỹ thuật đi chăng nữa thì em sẽ thấy là với cái phiên bản cũ là N12PR ấy, thì về cái độ mạnh của nó thì sẽ không bao giờ mạnh rồi. Không bao giờ mạnh. Về công suất của nó thì cũng hơi thấp một chút. Nói chung là nếu như mà sự mà đòi hỏi của Amas thì chúng ta phải đòi hỏi về cái sự nó bạo lực hơn một tí nữa, để nó phù hợp với xu thế của Việt Nam hơn nữa, thì có lẽ là N12PR không thể đáp ứng được. Và đương nhiên hãng Amas sẽ phải ngay lập tức cho ra một mẫu loa mới của chúng ta, đó chính là N12P7. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh ngay lập tức giữa phiên bản N12P7 này so với phiên bản N12PR cũ của chúng ta. Và ở thời điểm hiện tại trước mặt em đây, với cái mẫu loa như này thì nó khác nhau nhiều nhất những cái gì nhá. Đầu tiên chúng ta đi quan tâm nữa về công suất. Với công suất của Amas N12P7, chúng ta sẽ có một công suất chương trình là 700W các bạn ạ. Và đương nhiên với công suất của mẫu loa cũ của chúng ta N12PR, chúng ta có công suất chương trình là 400W. Vậy là với N12P7 này so với N12PR trước kia thì chúng ta sẽ vênh nhau là 300W các bạn ạ.
gần như là x đôi. Trời ơi, một cái loa mà nó thay đổi, không những là các bạn biết rồi, không thay đổi là hoàn toàn đâu mà là rất hoàn toàn đấy. Và vậy là tiếp đến là chúng ta sẽ thấy một sự thay đổi tiếp theo, đó là vocal cone. Cái côn loa ở trong này nha các bác nha. Cái côn loa ở trong này để mà làm được cái loa nó trở nên đánh nó áp lực hơn, nó mạnh mẽ hơn, công suất lớn hơn, FPL đem lại nhiều hơn và sức mạnh khủng khiếp hơn, thì cái côn loa này nó cũng phải lớn hơn. Với côn loa của N12PR trước kia chúng ta có côn loa là 2 inch, nhưng với côn loa của N12V7 chúng ta sẽ có côn loa là 2.5 inch các bác nhá, vênh nhau lên là 0.5 inch. Đó, bác thấy sự thay đổi nhiều chưa ạ? Các bác hoàn toàn có thể vào thông số kỹ thuật của loa Amat N12PR để xem, và loa Amat N12P7 này xem, em để ở đường link ở dưới mô tả các bác nhá. Tiếp đến nữa là chúng ta đi tìm hiểu tiếp theo về thông số kỹ thuật. Với loa Amat N12P7 này, chúng ta sẽ có một cái giải tần đáp tuyến cũng rất ấn tượng. Với giải tần đáp tuyến thì cái loa Amat N12P7 này nó xuống được đến 52Hz các bạn ạ, và lên được đến là 19kHz. Còn đương nhiên với N12PR thì trước đây chúng ta không thể bằng được. Chúng ta sẽ có một cái giải tần của N12PR trước kia chúng ta sẽ là 55Hz thôi nha các bạn nhé. Xuống được tối thiểu là 55Hz. Rồi, đó là về những cái hơn là chúng ta sẽ có đầu tiên về công suất đấy, về côn loa, rồi về giải tần đáp tuyến. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi quan tâm tiếp, đó là về hơn về cái gì, hơn về cái mà quyết định nhiều nhất đến cái loa, đó là hơn về FPL. FPL, FPL là một đại diện mà thể hiện là cái loa này nó kêu lớn hay là kêu nhỏ, nó kêu to hay kêu bé. Thì với Amat N12P7 này chúng ta sẽ có một cái FPL đạt peak ở 1W/m, đó chính là 127 dB. Và nếu như mà so với loa N12PR phiên bản cũ của chúng ta trước kia thì chúng ta có bao nhiêu ạ? N12PR chúng ta sẽ có là 123 dB các bạn. Trời ơi. Và cái này là 127 dB. Với trong âm thanh thì cứ hơn 3 dB là gấp đôi công suất. Vậy là với phiên bản cũ của chúng ta trước kia N12PR chúng ta sẽ có là một cái FPL là 123 dB. Vậy là cái loa N12P7 chúng ta là 127 dB. Thì tức là cứ một cái loa N12P7 này là nuốt sống hai chiếc loa N12PR. Đấy là về công suất các bạn chưa? Các bạn thấy nó dã man chưa? Quá khủng khiếp. Vậy là nếu như mà một cái loa nó sinh ra và nó cải tiến lên như thế này thì có lẽ là chúng ta quá tuyệt vời, chả có gì để chê cả. Thông thường khi mà đi review một cái loa, đánh giá chi tiết một cái loa thì thông thường em sẽ rất soi sâu về vấn đề là yếu tố về kỹ thuật. Ngoài ra nữa là yếu tố về chất âm. Yếu tố về chất âm thì chúng ta sẽ cùng nhau tí nữa đi đánh giá tiếp về yếu tố chất âm các bạn nhá. Ở bên trên này chúng ta sẽ có một cái họng trap. Họng trap ở đây. Với họng trap của N12P7 chúng ta sẽ có một cái góc mở cũng khá là đặc biệt. Ở đây chúng ta sẽ có một góc mở ở bên trên ngang là 50 độ các bạn nhá, 50 độ. Đấy, góc mở rộng như thế này, ở đây là lại là 55 độ. Đấy. Và góc mở ngang ở phía dưới, xuống dưới này chúng ta sẽ có là 100 độ. Vậy là chúng ta sẽ có 3 góc mở của họng trap, đó là 55, 50 và 100. Đó. Và ngay bên đây chúng ta sẽ có hai cái lỗ thoát hơi như thế này. Đó là về cái toàn bộ những cái này. Và đương nhiên với một chiếc loa như thế này chúng ta sẽ có một trở kháng là 8 ohm rồi. Tiếp đến nữa về cân nặng. Với chiếc loa Amat N12P7 này chúng ta sẽ có một cái cân nặng, nó sẽ nặng hơn phiên bản cũ của chúng ta tiền nhiệm là N12PR. Thì với N12P7 chúng ta sẽ có cân nặng là hơn 19kg. Và với N12PR cũ của chúng ta sẽ có cân nặng là hơn 18kg. Vậy giữa hai phiên bản chúng ta sẽ vênh nhau đâu đó đầu khoảng hơn 1kg các bạn ạ. Đó là về toàn bộ những cái thông số kỹ thuật này, về mọi thứ về chiếc loa Amat N12P7 này. Và tiếp đến nữa bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi quan tâm về ứng dụng và khả năng kết nối của chiếc loa Amat N12P7 này. Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đó là gì? Ứng dụng của loa Amat N12P7. Trước kia thì chúng ta sẽ thấy là một cái phiên bản cũ của chúng ta N12PR. N12PR thật ra là với công suất của chúng ta thì công suất program thì có 400W, thì vậy là công suất RMS thì có hơn 200W thôi. Vậy là những cái chiếc loa mà FPL 123 dB thì những chiếc loa đó thì thật sự là chúng ta chỉ mang ra vào cái mục đích là hát hò nó ở cái mức độ vừa phải và cũng nghe nhạc ở mức độ vừa phải. Và nếu như mà chúng ta ứng dụng lớn và các mục đích có thể là ở cường độ âm thanh lớn hơn, hay còn gọi là những cái nơi mà chịu đựng
cái cường độ nó phải dã man hơn thì có lẽ là N12PR không thể đáp ứng được, mà chúng ta sẽ phải nhờ đến đó chính là một mẫu loa mới của Amas Audio vừa ra mắt năm 2023 và trực tiếp hiện tại đang có sẵn tại showroom của Texas để các bác có thể trải nghiệm. Đó chính là một mẫu loa có công suất cực kỳ lớn, có thể lên đến 700W và SPL đạt lên 127dB và giải tần áp tuyến thì cũng rất tuyệt vời, từ 52 đến 19kHz. Vậy là ứng dụng của chiếc loa Amas N12PR này chúng ta ứng dụng vô cùng rộng rãi các bác nhé. Hoàn toàn những cái chiếc loa như thế này nếu mà nói về giải trí gia đình thì chúng ta nó gọi là quá là nhẹ nhàng rồi, nhẹ nhàng quá. Còn tiếp đến nữa là chúng ta sẽ phải ứng dụng vào những mục đích, ví dụ như là hoàn toàn những chiếc loa này chúng ta sẽ chơi được ở những cái loud pub bar club, chơi thoải mái luôn, với công suất và với những cái SPL như thế nào chúng ta chơi một cách vô tư và ngon lành cành đào luôn. Vậy là với chiếc loa như thế này chúng ta sẽ có một cái công suất chương trình là 700W. Vậy thì ngay lập tức chúng ta sẽ sử dụng một cái công suất có mức công suất của amplifier từ 700W trở lên là chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng cho chiếc loa Amas N12PR rồi. Đương nhiên để mà sử dụng tốt nhất thì chúng ta cũng sử dụng một chiếc amplifier có công suất ở 8 ohm từ khoảng 800W trở lên các bạn nhé, là hoàn toàn có thể sử dụng cho đôi loa Amas N12PR này rồi. Đó là toàn bộ về cái cấu tạo này, khả năng ứng dụng này. Rồi tiếp đến đó là về rất nhiều điều mà chúng ta có thể quan tâm đến đôi loa Amas N12PR. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi quan tâm về mức giá. Nếu như mà một chiếc loa mà chúng ta sẽ thấy là nó đem lại nhiều giá trị, nó đem lại nhiều điều thú vị, nó đem lại nhiều điều hay ho thì chúng ta sẽ sợ là mức giá nó rất là cao đúng không? Thì với Amas N12PR này chúng ta cũng có một cái mức giá vô cùng dễ chịu. Đâu đó chỉ một đôi loa này thì hiện tại, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có mức giá được khoảng hơn 50 triệu đồng một tí các bác nhé. Là hoàn toàn các bác có thể sẵn sàng sở hữu ngay cho mình một mẫu loa mới nhất của thương hiệu Amas Stereo Audio. Các bác thấy là trước đây chúng ta sẽ có là mẫu N12PR thì giá đâu đó phải 4 mấy triệu rồi. Đấy. Mà bây giờ thì hãng ra mắt cho chúng ta phải nói là quá ưu ái các bác ạ. Khi mà đưa ra một mức giá tốt như thế này, một cái thông số tuyệt vời như thế này và một cái công suất nó quá ok như thế này. Và để vận hành cho cái đôi loa Amas N12PR này thì em sẽ sử dụng đó chính là amplifier đến từ Apex các bác nhé, Bỉ đó. Và để sử dụng cho ngay đôi loa này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thưởng thức chất âm nhé. Với Apex thì chúng ta sẽ nói là best rồi. Nên chính vì thế loa hay rồi chúng ta sẽ phải dùng những chiếc amplifier nó đẳng cấp một tí để chúng ta sẽ thưởng thức tối đa được chất âm của nó đem lại nhé. Ok.
trong niềm vui
những giọt mưa cuối cùng.
mẹ ơi có hay, người ta chúc nhau đón Tết xuân vầy. Con thì lệ ướt mi cay, nhà ta nghèo nên đành phải thế, biết bao giờ mới được về đây. Ngày xưa thu mới nắm tôi đến khi vào đời, mẹ ru những tiếng ru hờ, bố ngồi kể chuyện sao rơi, ngày vào xuân pháo nổ rớt đau. Mẹ xưa người bọn con mình